khuyên Đông Nhi đã vào phòng sinh, ông Cao Thắng túc trực từ 3 giờ sáng để cùng vợ chờ đón con gái đầu lòng. Đông Nhi đã nhập viện vào lúc dạng sáng ngày 26 tháng 10 để chờ đón nhóc tỳ mới chào đời. Từ khi xác nhận mang thai cho đến nay thì Đông Nhi trở thành bà bầu được quan tâm nhất nhì ở showbiz. Trên trang cá nhân thì nữ ca sĩ thường xuyên khoe những hình ảnh về quá trình mang thai, nhận được những lời khen ngợi không ngớt vì cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Được biết, Đông Nhi đang ở tháng cuối của thai kỳ và vợ chồng cô đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ để chào đón thành viên mới. Cận ngày sinh thì Đông Nhi hé lộ ảnh tự tay chuẩn bị quà cho con gái, nhưng sao lại có biểu cảm hờn dỗi thế này? Hôm nay ngày 26 tháng 10 thì một nguồn tin thân cận cho hay, Đông Nhi đã nhập viện tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec vào lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị chào đón thiên thần mới ra đời. Chúng tôi đã theo chân và ghi lại được hình ảnh hiếm hoi của cặp vợ chồng đình đám tại đây. Nữ ca sĩ hiện đã vào phòng chờ sinh, đón thiên thần nhỏ bằng phương pháp sinh thường. Ông xã của cô cùng với mẹ chồng luôn túc trực bên cạnh, để cùng Đông Nhi chờ đón khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Đây là tin vui không chỉ với gia đình của Đông Nhi và ông Cao Thắng, mà còn là với bạn bè và khán giả yêu mến cô. Trước đó thì Đông Nhi và ông Cao Thắng sẽ lựa chọn bệnh viện Vinmec là nơi để đón em bé đầu lòng đây là bệnh viện có chất lượng 5 sao, tiêu chuẩn quốc tế với những dịch vụ cực kỳ tốt và tân tiến. Trong suốt giai đoạn thai kỳ thì Đông Nhi cũng thường xuyên lui tới bệnh viện để thăm khám và được tư vấn về sức khỏe cho mẹ và bé. Cách đây vài hôm thì vợ chồng Đông Nhi và ông Cao Thắng cũng đã dành thời gian để đến tận nơi xem và kiểm tra phóng sinh trước khi nữ ca sĩ chính thức lâm bồn. Cặp đôi đã đăng tải đoạn video trên kênh youtube cá nhân ghi lại khoảnh khắc cùng đến một bệnh viện quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh để tận mắt xem nơi công chúa nhỏ sẽ ra đời. Được biết, hiện tại Đông Nhi đang mang thai ở tuần thứ 38 của thai kỳ, có thể hạ sinh con bất cứ lúc nào nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, thoải mái di chuyển và khuôn mặt thì luôn nở nụ cười lạc quan, vui vẻ. Tháp Tùng nữ ca sĩ là ông xã ông Cao Thắng luôn bên cạnh, nắm chặt tay bà bầu. Nổi tiếng là những người chịu chi cho thiên thần nhỏ khi trước đó đã chuẩn bị phòng riêng hoành tráng với đầy đủ tiện nghi cho con, chi tới gần 300 triệu để lưu giữ tế bào gốc cho em bé, thì việc chọn bệnh viện quốc tế 5 sao để sinh nở với Nhi và Thắng cũng là chuyện đương nhiên. Và không chỉ chọn bệnh viện hạng sang mà cặp đôi còn chọn căn phòng sinh cao cấp nhất với không gian rộng rãi, chẳng khác gì một căn hộ chung cư, tranh xả và sạch sẽ. Phòng sinh của Đông Nhi có đầy đủ thiết bị hiện đại như là ghế massage, sofa riêng, khu vực bàn ăn, có đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng phục vụ 24 trên 24 và ở đây cung cấp sẵn tất cả khăn, tã, áo sơ sinh. Mọi thứ đều sẽ được tiệt trùng để đảm bảo cho làn da mỏng và nhạy cảm của bé. Phòng sinh này là một trong hai phòng tổng thống của bệnh viện có giá dịch vụ lên đến 1.000 đô, khoảng 23 triệu đồng trong một ngày lưu lại. Nếu đông nhi sinh thường thì có thể chỉ ở bệnh viện một ngày, còn nếu sinh mổ sẽ lưu lại 2-3 ngày để bác sĩ theo dõi sức khỏe của hai mẹ con. Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa biết đồng nhi sẽ đẻ thường hay là đẻ mổ, vì thời gian lưu lại sau đẻ mổ sẽ lâu hơn và chi phí không hề nhỏ, có thể lên tới cả trăm triệu. Tuy nhiên vì là con đầu lòng lại là những đại gia ngầm có tiếng ở trong sầu biết Việt, nên việc vợ chồng Nhi và Thắng chọn những dịch vụ tốt nhất để đón con chào đời là hoàn toàn dễ hiểu. Cặp đôi cũng luôn tự chuẩn bị mọi thứ, từ phòng riêng, ở nhà cho con gái, đồ sơ sinh, các dịch vụ liên quan đến sức khỏe của bé, để sẵn sàng đón bé ra đời. Bà bầu Đông Nhi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc, may mắn khi luôn có chồng bên cạnh, yên tâm vì ông cao thắng sẽ lo lắng cho hai mẹ con. Ngày dự sinh của nữ ca sĩ là 29 tháng 10 sắp tới. Trước đó không lâu thì trong dịp tụ họp bên hội bạn thân mừng sinh nhật mẹ bầu Đông Nhi ngày 13 tháng 10, thế quản lý của Nu Phước Thịnh đã vô tình để lộ tên thân mật của bé gái sắp chào đời. Cụ thể, anh đăng tải hình ảnh chiếc bánh kem có dòng chữ. Happy Birthday Mẹ Winnie khiến nhiều người đoán rằng Winnie có lẽ chính là tên thân mật của con gái vợ chồng Đông Nhi và ông Cao Thắng. Trước đó trong clip giới thiệu căn phòng của công chúa nhỏ thì Đông Nhi cho biết sẽ bật mí tên của con gái trong thời gian tới. Còn ông Cao Thắng gây xúc động với chia sẻ. Ngay từ khi mẹ nói rằng con sẽ đến, bà đã lên một danh sách giải những cái tên cho con. Thật kỳ lạ là khi đó dù chẳng biết con sẽ là một cô bé hay là một cậu nhóc. Trong đầu ba mẹ chỉ bật ra những cái tên của con gái thôi. Ba tắc tịt khi nghĩ đến tên con trai. Vậy nên khi nhận trên tay kết quả siêu âm, ba chỉ biết mỉm cười hạnh phúc và thầm thi. Đúng là duyên số. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến việc ca sĩ Đông Nhi đã vào phòng sinh chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Chúc cho Đông Nhi vượt cạn dễ dàng và mẹ tròn con vuông. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức liên quan ở trong các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này, đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.